đây thì tận đến tận nhà mình cho mình phần quà riêng con thì con thấy đặc biệt là dòng ngày có cái gì cũng mình không thì mình ở đây thì mình nhận cái phần quà này thì mình thấy ấm lòng mình biết khi nào có cái gì có mình cần tới hay không đó mình thấy như thế nào đâu nói cho mình nghe rất là vui khi mà quà bây giờ gấp bóng tới như thế thì mình gọi cô tặng quà cho con vậy thì con có cảm thấy cố gắng học tập chịu con cảm ơn việc có cô chú chị đoàn không? Không? Con hứa là con sẽ học bài nhiều hơn và con sẽ cố gắng hơn trong học. Con cảm ơn cô chú cũng đến đây tặng quà cho con không? Cảm ơn cô nào nói như sao? Cảm ơn cô ấy vì đã tặng quà cho con. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay là ca khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Hồng Ước thể hiện. Thank you.
đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô và các bạn đội viên thưởng thức ca khúc Hạnh Phúc Đội Thiếu Niên Truyền Thông Hồ Chí Minh, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do bạn Nhã Liên thể hiện. Một lần nữa